Thưa các bạn, cách đây chưa quá 100 năm, các đồng bào dân tộc miền núi ở miền Trung mà đặc biệt là tỉnh Ninh Thuận có một loài lịch gọi là lịch nang được một già làng kể lại như sau. Mình có ngày à cát. Đâu chỉ cho rõ coi. Nè, một ngày này. À, một ngày là cắt một cục. Đó là ngày mai này. Ngày mai là hai cục. Đó là ngày mốt. Ba cục, cắt khi nào hết thôi. Hả? À, hết là đến là đi. Rồi đây gọi là lịch nang ha. Lịch của mình là cứ 100 ngày là một năm. À, cứ 100 ngày thôi hả? Là gọi là một năm. Là một năm. Chào mama. Mama khỏe không mama? Tạm tạm. À, bữa lâu ngày bây giờ rẫy vườn đó làm gì chưa? Không làm. À, nghỉ già rồi nghỉ. Ama, bây giờ mình hôm nay mình lên gặp Ama mình hỏi một chuyện này. Là hồi xưa ở trên này có chữ viết không Ama? Ở đây có chữ viết. À, có như mình học theo sách của ai? Hồi xưa? Hồi xưa không học. À, ý là mình viết, không có học. Học cũng từ ngữ là giữa kinh giữa tập ở trên này. À. Chúng có chữ viết riêng ha? Không riêng. À, như vậy. Ví dụ như bây giờ là tháng mấy, là bây giờ tháng mấy làm sao mình biết? Hồi đó? Không có biết tháng. À. Chỉ nhìn trăng, nhìn trời thôi. Ủa nhìn làm sao mình biết nó là vào tháng mấy của năm mà mình đồ đoán gì? Cũng không luôn. À, mình chỉ biết là sáng và tối, tối và sáng biết thôi. Sáng và tối thôi. À, có những ngày đây là ngày rồi, tối là tối thôi ha? À, đúng. Chứ không biết năm là gì ha? Không làm gì. À. Đâu có ngày gì đâu. À, có nghĩa là mình cứ ngủ dậy là thấy sáng ha. Sáng đi làm. Rồi về là thấy tối ha. Thấy tối là ăn đồ ăn ngủ. Ăn xong là lên vô chuồng ha. Vô chuồng ngủ. À. Như vậy thì làm sao mà ví dụ lịch hồi đó lịch là lịch hèn là làm sao? Lịch để mình hèn, ví dụ như mình hèn ta là mấy ngày là lịch làm sao? Mình lấy dây mình cột là từng ô. Ủa như vậy là bằng cái nào mình chưa hiểu lắm nha. Bây giờ mình Ama có thể là đi kiểm dây rồi làm cho mình coi nhé. Ủa Ama nói là cái hèn mà bằng dây là hèn bằng cách nào, chỉ cho mình coi thử. Đó mình làm từng cột như thế này. À, cột lại thắt lại á. À. Thời gian là một ngày á, là như vậy á. À, một ngày là bằng một cái cột đó, một cái bằng cái gút một, đó. À. Cái cột đó. Cái gút. À. Gọi là cái tiếng tộc gọi là cái gì? Năng. Một năng ha. Là một năng. một cái gút đó. À. Gút. Là một ngày ha. Một ngày đó. Rồi bắt đầu là rồi giải thích đi như thế nào? Chưa hiểu. Vì mình đếm mình có sách vở đâu có học hành gì đâu mà biết. À. Mình chỉ dùng cái nào chục ngày thì mình làm là 10 cái này. À, 10 cái năng là 10 cái gút đó. À. 10 cái gút. À. Rồi cứ một ngày là mình cắt bỏ một gút. Cắt bỏ một. Rồi sáng mai mình cắt bỏ. Nói chung là mình cắt buổi sáng, cắt buổi chiều mà. À, buổi sáng. À, ngủ dậy là cắt liền ha. À, để nhớ. À, như vậy là cắt hết là đúng hèn ha. Đúng ngày. À, là đủ hèn đó ha. Đúng hèn. À, ví dụ như mà hèn một tháng thì 30 gút ha. À, 30. Vì một năm thì bao nhiêu? Thì 135. Ủa, một năm chứ? 165. 365. 365. À, là một năm là 365 năng. À. Là 365 gút ha. Là mình cứ ngủ dậy là cắt, cắt khi nào hết 365 là gọi là hết một năm. Xin sao hồi nãy Ama nó không biết năm là gì? Không. À, là bây giờ là tính theo kinh thôi. À. Mà 365 đó là tính theo ngày kim. À. Còn tính kiểu mình là tính này là cứ 100 ngày. À, cứ 100 cái gút đó thôi, 100 ngày thôi. 100. À, chứ không còn được mấy cái rẫy. Có một mùa chứ mấy. Một mùa mà hả? 100 ngày thì được một mùa hả? À. À, là 3 tháng đó hả? Đâu. Là mà gọi là một năm. À, một năm. À. Như vậy là mình làm một mùa như vậy mà là mình làm 100 cục là được một mùa bắp hả? Làm một vụ thôi. Một vụ là được 100 cái đó đó hả? À. 100 cái cột đó là 100 cái của mình là cứ 100 ngày là một năm. À, cứ 100 ngày thôi hả?
là gọi là một năm. Là một năm. À. Như vậy đây mình gọi là lịch của đồng bào dân tộc Rắc Lây ha mà. À. Gọi là lịch gì, cái nào tên lịch là lịch gì? Lịch là bằng là cục dây bằng năng. Không, nhưng mà mình nói cho nó có văn hóa nữa là lịch gì, gọi là lịch. Lịch dây. Lịch dây hay là để biết. Hay để là lịch năng chứ? Năng. Lịch năng. Tên này là lịch năng. À lịch năng. À ma đưa lên ma nói lịch năng cho nó rõ ràng coi. Này là lịch năng. À lịch năng là viết sao? N A ha. N A năng. N A N A không A. Không à hả? À. Lịch năng. Lịch năng. Lịch năng. À, lịch năng của đồng bào Rắc Lây hả? À. Lịch năng. À, mục đích là cái lịch này là lịch treo mấy nhà? Treo cao cao. Rồi, Ama treo mấy nhà cho mình coi đi. À, lịch năng là lịch treo mấy nhà, đó. Treo cái dây nè. Đó, gọi là lịch năng ha. Vừa con thì khoai nó đến. À, rồi treo cho nó đúng theo như hồi xưa là lịch năng đó ha. Đó. Rồi bây giờ mình một có... ngày. À. Để cắt. Đâu chỉ cho rõ coi. Nè, một ngày này. À, một ngày là cắt một cục. Đó, là ngày mai này. Ngày mai là hai cục. Đó, là ngày mốt. Ba cục. À, cắt khi nào hết thôi. À, hết. Là đến là đi. Rồi đây gọi là lịch năng ha. À. Lịch năng của đồng bào Rắc Lây. Rắc Lây. À. À, như vậy là cũng có cái lịch này. Rồi còn cái tính toán bằng cái cây số rồi tính bằng cái nào? Mình đi khi mệt rồi đã thay đổi cái mình cầm trong vai á. À. Là đá một cây.